Wow, xin chào bạn. Trong video này Phúc sẽ chia sẻ cho bạn cách thức để mà chỉ với một click chuột bạn đã thu hút được hàng nghìn địa chỉ email và hướng họ vào cái website bạn. Phúc sẽ tiến hành thực hành ngay bây giờ. Đây là một phần mềm hết sức là tuyệt vời. Tiên cần phải đăng nhập vào tài khoản Facebook để mà chúng ta tiến hành ký phương pháp tập này. Okay. Thì đây Phúc sẽ search group với nội dung thì có thể là kinh doanh. Okay. Search. Thì đây nó sẽ liệt kê cho bạn những group cả cái phần tự đề là kinh doanh trên internet, thì bạn đi bạn click vào thì nó sẽ thể hiện một số như là ở đây là group mở, ok, đây là kinh doanh trên internet và đây số lượng viên là khoảng 1.682 members. Ở đây cũng sẽ lấy email của những thành viên này, chỉ một click chuột thì bạn có thể có được tới hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu email nếu bạn muốn. Đây. Và tiếp theo Phúc sẽ sử dụng công cụ để mà lấy được email. Và không mail nên tiến hành convert tất cả là 1.682 địa chỉ email. Khi bạn lấy được cái địa chỉ email này thì bạn có thể sử dụng nó để mời họ thích cái trang Facebook fanpage của bạn, hoặc là gửi trực tiếp đến cái địa chỉ email đó luôn. Với phương pháp này thì bạn có thể thu hút được bất cứ đối tượng nào mà bạn muốn vào cái website của mình, còn tuyệt vời đúng không ạ? Khi mà bạn đăng ký khóa học Facebook Mastery thì bạn sẽ được tặng cái phần mềm tuyệt vời này. Ok, một phần mềm này đang tiến trình để mà nó chất xuất email này. Khi mà chúng ta có cái địa chỉ đó thì chúng ta có thể sử dụng một cái kỹ thuật, đó là chúng ta sẽ mời họ liên hệ qua email để mà mời họ thích trang Facebook fanpage, gia tăng cái lượng like trang Facebook bạch bạc. Ok, và phần mềm vẫn đang chạy. Ở đây mình sẽ coi một số group khác. Thì group đây nó vẫn hiện số là nhóm mở, tức là kinh doanh trên internet, và số lượng viên thì nhiều hơn group trước. Và chỉ không biết chuồng là bạn có thể lấy được địa chỉ email của những người như thế này. Tùy thuộc vào cái lĩnh vực mà bạn đang làm thì mình sẽ tìm những keyword, ví dụ như thời trang nha. Ok, cứ thời trang biết làm việc. Số lượng thành viên là 3.736 người, bạn hoàn toàn có thể lấy được email và sử dụng những chiến thuật để mà chúng ta gửi họ đến cái trang Facebook fanpage của mình. Chúng ta vẫn đang chờ đợi để mà cái phần mềm này nó lấy xong địa chỉ email. Okay.
thương mại vẫn đang trích xuất email ra, sẽ cần chờ đợi thêm một thời gian nữa. Trình đã gần thành rồi. Okay. Đây là chúng ta đã có được địa chỉ email lấy được lấy từ cái công cụ. Phúc sẽ sử dụng thủ thuật đó là mời tất cả những người có địa chỉ email đó để mà thích mời thích trang Facebook fanpage. Như vậy thì cái Facebook fanpage của bạn sẽ gia tăng lượng lan cực kỳ nhanh chóng. Thank you.